Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì sống và học tập tại nước ngoài đó là một trải nghiệm đầy thách thức, giúp cho tất cả các bạn có thể phát triển những kỹ năng sống và có một cái giá trị thực tiễn hơn. Và du học ở Mỹ từ bậc trung học phổ thông sẽ cung cấp cho tất cả các bạn học sinh rất là nhiều cơ hội, như là cơ hội giành được học bổng, cơ hội giành giải thưởng trong các hoạt động thể thao, ngoại khóa, hay là cơ hội tham gia vào trao đổi sinh viên nước ngoài. Và nắm bắt được cái cơ hội cũng như đạt được thành tích hay thậm chí là thất bại đều sẽ giúp cho tất cả các bạn học sinh có thể trưởng thành hơn, được tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn để thành công trong môi trường đại học. Và trường St. Anthony High School đó là một sự lựa chọn đáng cân nhắc dành cho tất cả các bạn. Thì St. Anthony High School được thành lập vào năm 1933, tọa lạc tại Long Island. Đây là cách thành phố New York khoảng 1 tiếng đi tàu và cách sân bay thì khoảng 45 phút chạy bằng ô tô. Trường thì sẽ có đầy đủ các cơ sở vật chất tốt cho các bạn học sinh có thể phát triển toàn diện kiến thức cũng như là về thể chất. Và trường thì có 2.510 học sinh, trong đó chỉ có 5% là sinh viên quốc tế. Vì vậy, nếu bạn mong muốn tìm kiếm được một ngôi trường mang đúng đặc thù của một ngôi trường kiểu Mỹ mà không có quá nhiều sinh viên quốc tế thì trường St. Anthony High School sẽ là sự lựa chọn số 1 dành cho bạn. Đặc biệt thì trường có tới 99% học sinh chuyển lên đại học hoặc là cao đẳng Mỹ, trong đó có 3 ngôi trường danh tiếng như là Harvard University, Yale University hay là Boston University. Và trường thì có những ưu ái đặc biệt đối với các bạn sinh viên quốc tế, đó là trung tâm ngoại ngữ quốc tế IELTS. Đây là một điển hình với tiêu chí là tư vấn và hỗ trợ toàn diện cho các bạn sinh viên quốc tế để các bạn có thể hoàn thành một cách xuất sắc về cái chương trình học tại trường. Đội ngũ tư vấn và hỗ trợ của IELTS sẽ cũng luôn túc trực sẵn sàng để đưa ra những lời khuyên về khóa học cũng như là cái chương trình ngoại khóa hiện đang có ở trường. Và trung tâm thì sẽ thường xuyên gửi các bạn báo cáo học tập của các bạn học sinh đó về cho những quý vị phụ huynh hàng tháng để có thể theo dõi sát sao quá trình học tập cũng như là phát triển của con em mình. Và trung tâm ngoại ngữ quốc tế IELTS còn có một mạng lưới các gia đình bản xứ, thì những bố mẹ người bản xứ này cũng sẽ được trường lựa chọn rất là kỹ càng theo những yêu cầu đặc biệt của các bạn học sinh. Đây là một cơ hội tuyệt vời, không những giúp cho các bạn học sinh có thể trau dồi được kỹ năng nói tiếng Anh mà còn học được cách thích nghi, nâng cao kỹ năng sống bên cạnh các kiến thức trên lớp. Và St. Anthony sẽ cam kết đem lại cho các bạn du học sinh một nơi ở an toàn, thoải mái nhất trong thời gian sống xa gia đình của mình. Và gia đình người bản xứ được lựa chọn cẩn thận từ mạng lưới địa phương rộng lớn. Các bạn có thể sống chung với người bản xứ không chỉ giúp cho các bạn có thể nâng cao khả năng tiếng Anh của mình mà nó còn giúp cho các bạn cung cấp những cái cơ hội hiểu được sự độc đáo của lối sống ở bên Mỹ. Và các gia đình bản xứ ở đây sẽ chăm sóc cho các bạn. Đối với việc ăn uống thì gia đình bản xứ sẽ lo cho bạn bữa ăn sáng và bữa ăn tối trong tuần, và bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn tối vào những ngày cuối tuần. Bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào về chế độ ăn uống cũng sẽ được ghi nhận lại, và gia đình người bản xứ thậm chí có thể đưa bạn đến một cái siêu thị quốc tế để giúp cho bạn tìm thấy một số loại thực phẩm từ quê nhà của mình. Thì thông thường bạn sẽ đến trường bằng hệ thống là xe buýt của trường, hoặc là các gia đình người bản xứ cũng có thể đưa bạn đến trường và đón bạn vào buổi chiều y như là khi bạn sẽ học tập tại Việt Nam vậy đó. Thì đối với các bạn sinh viên khi lần đầu đặt chân đến Mỹ thì sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, từ việc sắp xếp, tổ chức lịch hẹn trước khi mà các bạn sinh viên đến Mỹ để giải thích cho tất cả các bạn những cái yêu cầu cũng như là cái lối sống bên đó như thế nào. Bên cạnh đó thì còn tổ chức đón các bạn sinh viên ở sân bay và di chuyển hàng ngày, còn gửi báo cáo tiến trình học tập, cũng như sẽ giúp các bạn lập kế hoạch bảo hiểm, hỗ trợ về gia sư. Mỗi bạn sinh viên khi đến đây thì đều có cơ hội tìm ra cái thế mạnh của bản thân, giúp cho các bạn có thể làm mọi điều tốt nhất trong khả năng của họ. Bên cạnh kết quả học tập xuất sắc thì trường còn khuyến khích các bạn phát triển bản thân và đời sống tâm linh. Các bạn sinh viên, học sinh sẽ được luôn chào đón vào gia đình St. Anthony ngay từ những ngày đầu tiên. Thì là một sinh viên quốc tế, các bạn sẽ thấy được cái sự sôi động cũng như là thú vị của lối sống ở bên Mỹ. Điều này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng thích nghi với môi trường xung quanh. Theo kinh nghiệm của nhiều bạn học sinh, sinh viên đang học tập tại Mỹ thì đi học ngay từ những năm trung học phổ thông thì sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều lợi thế. Và để tìm hiểu rõ hơn về những quyết định của mình, các bạn hãy liên hệ ngay với các tư vấn viên nhiều năm kinh nghiệm của công ty du học Tân Đại Dương để có thể tìm hiểu rõ hơn về cái quá trình làm hồ sơ như thế nào cũng như là làm sao để nhận được visa du học Mỹ. Các bạn hãy liên hệ ngay theo số điện thoại 0838484879, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148/1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang, lưu ý không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Phạm Vũ Lộc. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được là Lộc qua Mỹ sẽ học cái chương trình gì, cũng như là lý do vì sao Lộc lại quyết định chọn Mỹ làm điểm đến của mình nhé. Chị xin chào Vũ Lộc. Chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được không? Em là Phạm Vũ Lộc, em vừa tốt nghiệp ở trường Update, em đến từ Vĩnh Long.
Thì sau khi mà tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế ở trường Hublitz, em cũng đã có cái ước muốn được du học Mỹ. Thì em nghĩ Mỹ là cái điểm đến hàng đầu đối với cái ngành này của em. Thời gian rảnh thường là đọc sách thôi, có xem phim. Em có yêu thích cái môn thể thao nào hay là yêu thích một cái đam mê nào không? Em mê của em thì em chỉ là thường là đọc sách khảo cứu rồi ghi lại thôi. Rồi chị không biết là lý do vì sao em lại quyết định chọn Mỹ làm cái điểm đến của mình? Em nghĩ thì cái ngành quan hệ quốc tế này nè, thì Mỹ là cái quốc gia hàng đầu. Thì em muốn học về nhiều nước, nhiều nền văn hóa, thì em nghĩ là cái nơi tập trung mà đông nhất. Ngoài ra thì em đã muốn đi học Mỹ thì dì của em cũng đã khuyến khích em và giới thiệu cho em một cái trường ở gần khu mà dì ở, ở bang Vermont. Em đã xem qua và cái trường đó rất là thích hợp thì em chọn. Trường đó thì em muốn học ở trường là University of Vermont. Thì đó là một cái trường rất là lâu đời rồi. Hiện tại thì có khoảng hơn 10.000 sinh viên. Cái đặc điểm đó là rất là nhiều ngành nghề, rất là nhiều ngành để mà chọn. Thời tiết ở bang đó thì có một đông lạnh, nhưng mà em chắc cũng không ngại đâu, khỏe mà. Rồi, chị không biết thì cái cảm giác mà khi mà em nhận được visa thì em thấy như thế nào ha? Em thấy nhẹ người, thấy thoải mái, nói chung là thấy sáng sủa rồi. Rồi, còn nếu vậy thì qua bên Mỹ thì cái lộ trình em học nó sẽ như thế nào? Em học ở trường học tiếng Anh ở trường St. Michael College. Thì sau đó em sẽ nộp đơn vào chương trình thạc sĩ ở trường University of Vermont. Với chuyên ngành là quan hệ quốc tế của mình luôn. Đúng rồi chị. Rồi nếu vậy chị không biết là em đã có cái dự định nào cho tương lai của mình sau khi học xong chưa? Em dự định là học xong em sẽ về đây để mà xin làm giảng viên đại học. Thì đó là cái ước mơ của em. Rồi chị cũng hy vọng là sau này em có thể về để thực hiện được ước mơ của mình ha. Rồi cho chị hỏi một chút là cái cảm nhận khi em làm ở Tân Đại Dương thì em thấy thế nào? Em biết trung tâm Tân Đại Dương này là qua mạng, đúng hơn nữa là dì của em thì tìm kiếm trên internet thì biết được trung tâm này giới thiệu cho em. Thì em đã lên để làm việc với mọi người, chị Thúy. Thì em cảm thấy là mọi người làm việc rất là ân cần và cũng rất là vui vẻ, cởi mở. Cho nên em rất là vui khi mà được hướng dẫn bởi các anh chị ở Tân Đại Dương. Em đã có làm hồ sơ chị Thúy, rồi học với anh Khoai Bảo Anh luôn rồi. Thì mọi người đều có cho em được thêm một số cái kiến thức và cái tự tin. Rồi thì cho em về cái thông tin về trường đại học. Nói chung là kêu em về đọc hiểu nhiều hơn thì cho em được cái coi như là cái hiểu biết cần thiết. Em bảo anh là nguyên tinh thần, rồi chị Thúy thì giúp làm hồ sơ. Cảm ơn anh chị. Sau này nếu có bạn bè hay là người thân đi muốn đi du học thì em sẽ đề nghị họ sử dụng dịch vụ của Tân Đại Dương. Thì đây là một cái dịch vụ có chất lượng tốt và rất là ân cần. Rồi chị không biết là trước cái ngày mình đi phỏng vấn á, cái tâm lý của em cảm thấy như thế nào, có hồi hộp không? Cũng có một ít hồi hộp, nhưng mà em nghĩ là mọi người đã chuẩn bị tốt rồi, em cũng chuẩn bị tốt rồi, cho nên em cũng ráng giữ bình tĩnh, em không dám. Lúc đó em làm cái cách nào để có thể vượt qua được cái tâm lý của mình lúc đó ha? Em cứ nghĩ là mình đã được chuẩn bị tốt rồi, thì hơn nữa mình cũng không có sợ mà bị đánh rớt đâu, mình gan mà. Nói chung là cứ tự tin là được đúng không? Rồi nếu vậy thì em có một cái lời khuyên nào dành cho tất cả các bạn trước khi mà các bạn đi phỏng vấn mà xem cái clip này của mình không? Các bạn nên, nếu mà các bạn muốn đi dấn được chỗ tốt hơn thì các bạn nên đọc kỹ về hồ sơ của mình. Đặc biệt là cái hồ sơ về cái công việc học trước đây, người ta hỏi kỹ những điều đó. Giữ tự tin, bình tĩnh. Em trang phục thì em nghĩ là các bạn nên mặc những tề, gói vô quần càng tốt, áo sơ mi, quần jean hoặc là quần tây. Chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Hiếu Lộc cũng như là những cái thông tin và cũng như là lời khuyên dành cho tất cả các bạn. Chị hy vọng là sau cái thời gian học ở bên Mỹ em có thể trở về thực hiện đúng ước mơ của mình là giảng viên đại học nha. Cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Cần thêm thông tin gì các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin
chào và hẹn gặp lại.